Chào anh em Chào các bạn Sau đây mình gửi tới các bạn bộ truyện Thiên quan song hiệp Tác giả Trịnh Phong thể loại kiếm hiệp Tập 1 Hoa viên Hoa lạt cánh hồng Hạt xanh nở mô én bay ra Nước biếc ở quanh nhà Tờ liễu trên cảnh phơ phất gió chân trời đâu chẳng lon dần cỏ trong tường chơi đu ngoài nối gõ ngoài khách lại qua trong mỹ nhân cười rộ cười dần nắng đi tiếng dần nhỏ vô tình khiến khách đa tỉnh khổ đầu xuân trên đất bắc khí lạnh đã tan trời ấm và sáng sủa trong kinh thành hoa lở rộ khắp nơi muôn tiếng nghìn hồng đó là năm thứ mười lăm đời gia tĩnh nhà đại minh thế tông hoàng đế đương tuổi sung sức thân thể trắng kiện chuyên tâm lo việc triều chính đất nước yên bình dân chúng an vui buổi chiều hôm ấy ở phía lam kinh sư trong sâm một tòa nhà bề thế tưởng cao vang tiếng cười lảnh nóc của trẻ con hai đứa bé gái đang chơi đu dưới giàn hoa ở góc hậu viện tiếng cười như chuông ngân vang vọng trong khoảnh sân xinh đẹp đứa lớn lối 11 tuổi. Mặc áo nịt theo vào tấm váy Hoàng Yến, đứa nhỏ khoảng 7-8 tuổi, vận áo ngắn rẻ cẩm với cổ tay áo viền xanh và chiếc quần bằng đoạn nam, cùng một đôi hài hoa mẫu đơn. Tóc trải thành hai bím, má in núm đồng tiền, trông rất thanh tú. Hai đứa phục sức hoa lệ, rõ ràng thiên kim tiểu thư nhà giàu. Đứa nhỏ tên là Hàm Nhi, con một của chủ nhà, đại học sĩ chùa Minh Đạo. Đứa lớn tên Lý Linh Linh là chị họ của Hàm Nhi. Lại nói hai đứa đang chơi đánh đu ở sân sau, mãi cũng cảm thấy chán. Lý Linh Linh gợi ý, Hàm Nhi, bọn mình chơi ú tim nhé. Hàm Nhi vỗ tay khen phải, rồi tự biết mắt lói. Biểu tỷ trốn trước đi, muội sẽ đi tìm tỷ. Mau đi, mau đi, Mỗi đếm tới 10 là sẽ bắt tỷ đó Ninh Ninh cười bảo Hề, đếm chậm thôi Cô bé nhảy xuống khỏi xích đu Co chân chạy ra sân rộng Hàm Nhi ngồi đung đưa trên ghế đu Vừa bưng mắt vừa đếm thật to Từ 1 đến 10 Xong buông tay cười Mỗi tìm tỷ đây Vừa mở mắt ra Cô bé đã thấy một người đàn ông áo đen đứng sửng sững trước mặt mình cách trường năm sáu thước mà thôi hàm nhi kinh hãi miệng há hốc không thốt được tiếng nào đó là một hán tử cao gầy một tay cầm thanh kiếm rung rung một tay ôm ngực ho sù sụ xong ông tầm một ngụm hít tươi y nào đảo ngã xuống đất đè vỡ hai bồn hoa dưới giàn vẫn xòe ngực và kho khủng khục hàm nhi lúc này mới nhận ra người đó bị thương nỗ chỗ tấm áo đen ướt đẫm, vết thương ở vai và đùi đang dần. Một tiểu thư nghìn vàng, bé bỏng đã bao giờ gặp phải cảnh ấy. Cô bé ngồi chết chân trên ghế đu, không nói được lời nào. Đúng lúc đó, trên đầu tường xuất hiện ba bóng người, một trong bọn thét, đang nay. Ba người nhảy ào xuống, vây quanh người áo đen, chĩa vũ khí vào y. Ba người mặc cầm y màu vàng, Hàm Nhi nhận ra đó là sắc phục của thị vệ hoàng gia. Một người nói, ngươi tưởng ẩn vào phủ đệ của chu đại học sĩ, thì bọn ta không dám đuổi theo sao. Một tên béo nói, mau giao thứ đó ra đây. Nể tình huynh đệ bấy này, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Người áo đen cười nhạt, ai là huynh đệ với ngươi, cái đồ tham tàn vô sỉ như ngươi. Trịnh Hàn Khanh ta chưa bao giờ để vào mắt, <laughs> Tên béo Hắn vô đao chém vào Đuôi hắc y nhân Trịnh khăn Hàn khanh nằm dưới đất Không còn sức mà bò Đành phó mặc cho người ta hại mình Tên béo chưa hạ được đao xuống bất đồ thét lên bè bè giật lùi lại giơ tay lên bịt má trái Qua các kẽ tay Hắn chửi Đồ chó gớm thật Thì ra không hiểu bằng cách nào Trịnh Hàn Khanh đã nia kém vào mặt hắn. Hai người kia đồng bật lên Thóa mạ, đao kiếm nhất tề xuống đầu người áo đen. Họ trịnh không mảy may chống đỡ chỉ bảo, vật đó không ở trên mình ta đâu. Đao kiếm cùng dừng lại giữa nương chừng người bên trái hỏi, người giấu nó ở đâu? Người kia thêm, thằng này giả hoạt bắt sống, giao cho Hồng Đại Tổng Quản thẩm vấn là được. Hắc y nhân nắc đầu, lói giọng thê thảm, vương huynh, Huynh bắt ta về giao cho sai nha. Công tư rõ ràng, ta không trách gì. Nhưng Huynh có biết vật ta lấy đi là vật gì không? Người họ vương hơi ngẩn ngừ. Ta không rõ, ta chỉ biết người lấy các một thứ quan trọng trong cung. Trịnh Hàn Khanh lại hỏi. Tổng quản, Hồng không nói cho Huynh biết ư. Ừ. Không, họ vương đáp. Người áo đen từ tốn tiếp. Ông ta không kể rõ, vì đó vốn là thứ ông ta lấy trộm trong cung không tiệm bộc bạch cho người ngoài, mới pháp bọn thân tín các huynh đi, bí mật đuổi theo lấy lại. Nếu các huynh biết vật ta lấy là vật gì, Hồng Tổng Quản sẽ hạ các huynh bịt miệng. Vì vậy ta khuyên hai huynh, đừng lên nhìn thấy vật ấy thì tốt hơn. Họ vương hử mũi, ta đối với Hồng Tổng Quản, một dạ trung thành. Ai mà tin được miệng lưỡi quỷ quỷ của ngươi, ngươi là thị vệ hoàng cung mà giờ cho đạo tặc, lay lại đặt điều dơ bẩn thật vô liêm sỉ. Hắc Y nhân thở dài, nói với người còn lại, "Lâm huynh, huynh tin ta hay không? Hai tin Hồng Tổng quản." Họ Lâm lắc đầu, "Hàn Khanh, bây giờ ngươi nói gì cũng quá muộn. Lúc chạy trốn khỏi cung, ngươi đã hại mấy người thị vệ, cho dù ngươi không lấy trộm thì huyết án đó cũng đủ gây gớm rồi." Người áo đen than, "Đã vậy, ta để các huynh lập được đại công." lâm huynh vương huynh vật đó ta giấu ở họ lâm và họ vương cùng thấp đầu xuống cốt để nghe cho rõ nơi trịnh hàn khanh người áo đen vụt nhổm lên trường kiếm hoa một đường sáng bạc chúng vào ít hầu hai người nọ người béo tái mặt thét lên thẳng thốt rồi quay mình bỏ chạy trịnh hàn khanh khua tay trường kiếm phóng theo trịnh hàn khanh hồi dậy thở hồng hộc lặng lề y gắng gượng đứng lên đá họ vương và họ lâm vào bụi ở góc sân đoạn chập chạp đi đến chỗ người béo rút kiếm ra khỏi lưng hắn đá lốp vào góc vườn kế đó y quay lại nhìn hàm nhi vẫn đang ngồi trên xích đu hàm nhi chân chối nhìn cảnh vừa xảy ra người cứng đơ như chúng tả chưa dí một chỗ không cụ cựa được người áo đen chậm chạp đi lại phía cô bé mỗi bước đều phải vận hết mười phần khí nực dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã vật ra đất và không dậy được nữa